nằm tọa lạc trên đường tuyến cửa lấp An Thới, phường An Thới, Phú Quốc. Cơ sở trưng bày các sản phẩm từ lá sen của anh Thái rất đẹp và rộng thoáng. Ở mỗi không gian riêng, anh Thái có cách trang trí rất bắt mắt, từ đèn trang trí bằng sen, tranh sen đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như chậu, bình hoa được làm bằng nhánh tràm bông vàng tỉ mỉ và kỳ công. Cái cơ duyên mà đến với sen này á, là đầu tiên là hồi xưa là mình cũng là thích tạo ra những cái sản phẩm mà bê cho bên thờ cúng. Giống như ở Kiên Giang á, thì thấy là mình hay sản xuất những cái đèn mà ở trên những cái chánh điện đó. Đó là sẽ bắt gặp những cái đèn đó ở những một số cái chùa lớn ở tỉnh Kiên Giang. Thì trong quá trình mình làm á, thì là mình thấy là để mà mình gọi là tức là mình nhân rộng cái sản phẩm đó lên á, thì thực sự nó rất là khó, và nó khó từ tới cái khâu vận chuyển. Lý do là cái cốt sản xuất cái nền nó dựa trên nền là thủy tinh. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái do cái quy trình để làm nó thật sự rất là khó. Đó, thì trong quá trình đó là mình quyết định là mình sẽ tìm chất liệu mới. Cái chất liệu nào mà nó phù hợp cho cái đèn bên thờ cúng. Thì đó là cơ duyên mà mình bắt đầu mình đến với sen. Đặc thù ở Phú Quốc, đất đảo, ít có chỗ trồng sen. Nên hơn 10 năm qua, anh phải qua tận Đồng Tháp thu mua lá sen của người dân về nghiên cứu và sáng tạo ra sản phẩm. Ban đầu, anh Thái gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự đam mê, mày mò làm sao, cuối cùng anh cũng đã hô biến lá sen trở thành những chiếc đèn trang trí trưng bày trong phòng ngủ hay phòng khách. Từ lá sen này mình làm ra được 3 dòng. Dòng thứ nhất là nền tranh, nền cho tranh. Dòng thứ hai là do là mình cái lá sen của mình xử lý là nó trong suốt, nó xuyên sáng được. Mà khi qua ánh đèn á, là nó giữ, mình thấy được rõ những cái đường gân của lá sen luôn. Cho nên là mình ứng dụng thêm qua cái mảng là đèn trang trí. Mình sẽ thay cho chất liệu là da dê hay là thủy tinh hay là vải. Đó là cái sản phẩm thứ hai. Nhưng mà cái sản phẩm mà nổi trội nhất mà theo mình thấy là đó là một cái kỳ công nhất luôn. Đó là mình tạo ra được cái vải. Vải nhưng mà lại giữ được cái hình ảnh của cái lá sen này. Nhưng mà cái độ bền của nó nói là nó đạt như da bò thì mình không dám nói như da bò, nhưng mà nó cũng 8 phần. Vì nó đủ cái độ bền để mà mình có thể là may được túi ví. Đó là một cái cực kỳ là mình tâm đắc. Xử lý lá sen đạt độ bền như vải tốn nhiều chi phí. Tỷ lệ hao sen cũng nhiều. 100 lá thì anh Thái lấy được 8 lá là mừng. Ở mỗi lá sen sẽ cho ra họa tiết, màu sắc rất khác nhau. Do đó, tranh vẽ từ sen anh Thái bán dao động với giá 350.000 đến 50 triệu đồng tùy vào độ thẩm mỹ sản phẩm, kích cỡ tranh vẽ. Đèn trang trí hay bóp ví có giá bán dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng tùy loại. Phú Quốc là địa điểm du lịch nổi tiếng và hút khách đến tham quan, nên có cơ sở tranh lá sen của anh Thái không chỉ làm đa dạng sản phẩm du lịch địa phương, mà khách du lịch còn có thể mua về làm quà tặng gia đình và bạn bè.